Xin chào các bạn, mình đang ăn mì tôm trong lúc review phim. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về người sói bị kẻ ác khủng bố, không những bị chặt mất móng vuốt thép mà còn suýt mất đi siêu năng lực tiềm ẩn. Phim Người Sói 2. Lúc này, người sói của chúng ta đã chọn cách tự chữa lành vết thương một mình. Sau khi trải qua nỗi đau tự tay giết chết người yêu của mình, trong hang sâu trong rừng cây, anh thường mơ thấy cô Jin người anh yêu, thúc giục anh hãy tự kết thúc đời mình. Khi người sói cảm thấy ổn hơn, anh dùng vuốt sắt chào con gấu đen bên cạnh. Một đêm nọ, người sói bị đánh thức bởi tiếng ồn và đi tìm hiểu dọc theo bàn chân của con gấu. Người sói phát hiện ra rằng chú gấu đã bị những kẻ săn trộm, tiêm thuốc độc làm cho sống dở chết dở và rên rỉ trong đau đớn. Để trả thù cho người bạn gấu của mình, anh chỉ có chú gấu làm bạn trên núi nên liền đi tìm chúng. Anh thấy cung tên săn trên ô tô ở lối vào quán bar dưới chân núi. Người sói dễ dàng tìm ra hung thủ. Khi tôi bước vào, anh đã đóng mũi tên vào tay hắn ta ở trên bàn, bằng một mũi tên tẩm độc rút ra từ chú gấu. Ngay khi anh định sử dụng móng vuốt sói để giải quyết những tên còn lại, nhưng cô Lisa đã ngăn anh lại, và cô ta dễ dàng kết liễu nhóm người đó với thanh kiếm samurai trên tay. Và cô nói, có chuyện cần tìm người sói. Chuyến ra quân lần này của cô Lisa là do ông chủ cũ của ông trùm Yashida Nhật Bản giao phó, và muốn gặp vị cứu tinh lúc trước là người sói, trước khi chết. Mọi chuyện phải quay trở lại thế chiến thứ hai, khi đó Yashida còn là thanh niên. Người sói vừa bị bắt thì không may bị mắc kẹt ở Nagasaki. Sự cố bom nguyên tử xảy ra, và ông trùm Yashida đã cắt xích sắt trên nắp hầm giam, để cứu người sói trốn thoát. Người sói, người có khả năng tự phục hồi nhanh chóng, không chỉ khá bình tĩnh mà còn lấy thân mình che cho ông ta không bị dính bom nguyên tử và chết ngay tại chỗ bởi sóng xung kích của vụ nổ hạt nhân. Ngay lúc này, sau khi nhìn thấy diện mạo đặc biệt người sói, ông Yashida đã chết lặng ngay tại chỗ. Ông ấy hiện là doanh nhân lớn tuổi nhất Nhật Bản. Ông đã theo dõi và tìm kiếm thông tin của người sói trong nhiều năm và muốn gặp người cứu sống của mình trước khi chết. Tại khu biệt lập của ông Yashida, người sói đã nhìn thấy cháu gái của ông trùm Yashida, khiến đôi mắt u buồn của anh không chớp tí nào. Vâng, tiếp tục nhé. Lúc đầu cô Mariko nhìn người sói quá bẩn thỉu. Dưới sự sắp đặt của một nhóm cô gái chuyên tắm rửa, người sói bị đẩy vào bồn tắm. Lúc này người sói, người chưa từng thử bao giờ, lần này thực sự có chút bỡ ngỡ. Vẻ ngoài nam tính của người sói vừa xuất hiện, cô Lisa suýt chút nữa đã rơi vào trong biển tình. Về tầm quan trọng của kiểu tóc, sau khi nhìn thấy người sói với diện mạo giống như ngày nào trong nhiều thập kỷ, ánh mắt ông Yashida yếu ớt đầy ghen tị. Ông nghĩ hồi đó mình là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng bây giờ ông phải dựa vào nhiều công nghệ cao để có thể sống sót. Trong giây phút này, ông Yashida đã nói ra mục đích thực sự của mình. Nói thẳng ra là có thể biến người sói thành người bình thường. Nói cách khác là, muốn dùng siêu năng lực của người sói để tiếp tục cuộc sống của mình. Ông trùm này có vẻ tỉnh táo hơn mình nghĩ. Đây chỉ là một tên côn đồ nguy hiểm. Ông Yashida cũng nói rằng nếu ông chết, thì cảm thấy sẽ có người ra tay với đứa cháu gái của mình. Rõ ràng là người sói không tin vào ông già xấu tính này cho lắm, nên nhất quyết từ chối. Vâng. Đêm đó người sói lại có một giấc mơ. Có một cô gái tóc vàng đến, và bác sĩ của ông Yashida đã xuất hiện trong giấc mơ và cho anh ăn một thứ gì đó kỳ lạ. Khi anh ta tỉnh dậy, nó dường như đã xảy ra. Lúc này, nghe tin tức về cái chết của ông trùm Yashida và đám tang đã sớm được tổ chức. Trên thực tế, trước khi chết, ông Yashida đã nói với người sói rằng ông sẽ để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho cháu gái của mình là Mariko. Chắc chắn rồi, tại đám tang, người sói tinh ý nhận ra rằng có sát thủ ở khắp mọi nơi. Người sói nhận ra điều gì đó không ổn nên đã nhắc cô Mariko. Sau khi kêu cô thất bại, anh nhanh chóng bị tấn công. Lúc này người sói nhận ra khả năng tự phục hồi của mình đã biến mất. Mariko cũng bị một nhóm người xăm trổ bắt đi. Cả đám tang rơi vào cảnh hỗn loạn. Người sói cố gắng ngăn cản nhóm người này, nhưng vết thương do đạn bắn khiến anh bất lực và bị một nhóm người Nhật Bản yếu ớt đánh đập. Đây là một sự xúc phạm đối với người sói. Khi đưa cô cháu gái chạy đến thành phố, lúc vào nhà vệ sinh trên xe, dường như anh phải duỗi ra móng vuốt sắc của mình. Một cuộc chiến tay đôi khác, và anh ta suýt bị giết vì bay ra khỏi xe. Một người dùng dao và người kia dùng móng vuốt. Sau khi chiến đấu trên tàu một cách quyết liệt, người sói đã chiến thắng trong gang tấc. Anh đưa cô Mariko đến một khách sạn. Chủ khách sạn và con trai là bác sĩ thú y đã lấy đạn ra cho người sói. Sau đó, cả hai chuyển đến một ngôi nhà ở thị trấn ven biển của Mariko và biết được từ cô ta rằng người kiếm sĩ dùng cung là người yêu cô thuở nhỏ. Người sói khi cạo râu đã tự làm mình bị thương. Anh giúp những người già trong làng chặt cây giữa đường và nhìn thấy cái giếng trước đây, nơi xảy ra tai nạn của quả bom, và anh ấy vẫn ở đó khi tình huống qua đi. Sau một đêm mưa, cô Mariko và người sói đã hôn nhau bên ánh đèn dầu, và kể từ đó họ ấy chưa bao giờ là đủ. Giữa đêm người sói giật mình dậy và ngủ lại. Khi người sói tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thì thấy cô Mariko đã bị bắt đi trước mặt. Người sói bị một vết thương do súng bắn ở chân, và cuối cùng phải bỏ cuộc. May mắn thay, cô Lisa đã đến kịp thời, và cả hai đã tìm đến tên fuckboy nửa mù của vị hôn phu cô Mariko trước đây. Người sói không chỉ cho anh ta những lời cảnh cáo, mà còn đấm cho hắn ta vài phát. Dưới áp lực của người sói, hắn ta nói với họ rằng là do con trai của ông trùm Yashida là Shingen đã bắt cóc cô Mariko để đe dọa trao cho anh ta quyền thừa kế với khối tài sản khổng lồ. Trong những năm gần đây, ông Yashida cũng đã tiêu tốn rất nhiều tài chính để mua hợp kim Edmund với một số lượng lớn nhằm cố gắng sử dụng nó để kéo dài tuổi thọ của mình. Cùng lúc đó, người phụ nữ tóc vàng đưa thuộc hạ đến và cắm cây bút có nọc độc của chính mình vào cổ tên Shingen. Khi cô Lisa và người sói đến đây thì đã quá muộn. Người sói chỉ thấy một tấm ảnh là đến nơi sinh ra ông Yashida. Để tìm kiếm cô Mariko, anh đến khu biệt lập của ông Yashida. Người sói liền kiểm tra cơ thể mình thông qua công cụ, và hóa ra chính người phụ nữ tóc vàng đã đặt một con nhện cơ học lên trái tim anh, ngăn chặn yếu tố tự chữa lành của anh. Khi người sói quyền năng bất chấp sự ngăn cản của cô Lisa và lên kế hoạch dùng tay để lấy con nhện ra ngoài, tên Shingen, người đã bị trúng độc và bị chúng điều khiển cơ thể, đã cầm theo một con dao. Cô Lisa đã nhanh nhẹn chiến đấu để bảo vệ người sói trong lúc này. Với khả năng của nhân vật chính siêu đẳng của mình, người sói đã tóm lấy con nhện bằng tay không ngay cả khi không có dụng cụ. Nhìn người sói nằm bất động ở đó, cô Lisa tưởng rằng anh đã chết. Trên thực tế, người sói lúc này đang dần khôi phục lại các tế bào. Người sói đang dần hồi phục sau khi khởi động, và anh không còn là người sói chiến đấu như lúc trước nữa. Anh lập tức hóa thân thành một người chơi hệ móng vuốt và giết chết người chơi dân thường này trong vài phút. Không phải là quá muộn đối với anh. Người sói chạy chiếc mô tô nhỏ yêu quý để không bị kẹt xe, lao đến nơi nhốt cô Mariko, đồng thời chiến đấu với đám cung thủ bên ngoài, nên người sói không để ý đến việc bị bọn chúng gài bẫy. Nhưng đừng quên rằng anh đã có móng vuốt là vũ khí của riêng mình và trốn thoát trong phút chốc. Cô Lisa, người đã đến sau, dùng chiếc xe xúc tuyết để giúp anh. Sự hợp tác giữa hai người khá ăn ý, những samurai đó chỉ còn cách chạy trốn. Người cung thủ lấy ra một ống nọc độc mà cô gái tóc vàng đã đưa cho anh ta trước đó, rồi nhúng nó lên cung tên. Người sói bị trúng mũi tên độc, anh đã bị bắn giống như một con nhím và cuối cùng ngã xuống. Khi người sói tỉnh dậy, anh thấy tay mình bị mắc kẹt. Người phụ nữ tóc vàng đắc thắng nói với anh rằng bộ giáp bên cạnh anh được làm bằng hợp kim. Người sói tức giận giơ móng vuốt thép của mình ra, nhưng anh cũng vừa tình cờ bị trói lại bởi cô gái điếm tóc vàng. Người sói cũng thoát khỏi giam cầm. Cô Mariko trở thành cung thủ và giúp anh đẩy lùi cô gái tóc vàng. Nhưng người đàn ông mặc áo giáp rõ ràng không có ý định để người sói đi. Hắn ta đuổi theo và cuối cùng chặt đứt móng vuốt thép của người sói. Anh ngã xuống. Cô gái tóc vàng không có ý định tiếp tục giả vờ. Cô ta xé da rắn của mình, phun một ngụm nọc độc vào mắt người sói. Người sói nhân cơ hội để nhặt thanh katana của người mặc áo giáp và chặt đầu hắn ta. Nhưng anh suýt rơi từ trên cao xuống. Muốn thực sự giết chết người sói chính là việc người đàn ông mặc giáp thực sự mong muốn, hấp thụ khả năng tự phục hồi trong móng vuốt bị gãy. Hóa ra người đàn ông mặc giáp này thực ra là ông Yashida. Mọi thứ chỉ là kế hoạch của ông ta. Vì người sói không chịu giúp nên ông ta chỉ có thể dùng vũ lực mà chiếm đoạt. Người sói đã mất đi yếu tố tự phục hồi thì cũng dần già đi, mà ông Yashida thì đang dần trẻ lại. Biểu cảm của ông ta lúc này thật muốn lao vào đấm cho ông ta mấy phát. Lúc này, cô Mariko đã sử dụng hết 6 kỹ năng phi tiêu và dùng móng vuốt gãy của người sói để đâm trực tiếp vào kho chứa cơ thể của ông mình. Ông Yashida bị ngắt quãng đã trở nên già nua trở lại. Người sói không có móng vuốt thép nhưng anh vẫn có móng vuốt xương, và trực tiếp đưa ông ta về ăn Tết ở suối vàng. Cuối cùng, cô Mariko đã lên xe. Người sói đã quyết định rời khỏi đây cùng cô Lisa, không còn muốn trốn tránh nữa và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Câu chuyện kết thúc tại đây. Bộ phim độc lập về người sói này có thể tóm gọn trong một câu, đó là chấp nhận rủi ro cho cô gái. Người sói quyết liệt chiến đấu với thế lực ngầm kỳ lạ, còn ông già thì che giấu thèm khát và danh vọng. Được rồi, đó là tất cả cho video hôm nay. Mình là Dô Phin, nhớ nhấn like 2 lần cho mình nhé. Cảm ơn.